Vâng, chào tất cả các bạn đến với kênh Chin Lan Gaming nhé. Nào, chiến thắng. Mọi thứ đều đã sẵn sàng để trận đấu bắt đầu. Nhìn chuyền về cho đồng đội. Erling Haaland, tình huống ngăn chặn pha dứt điểm rất khó chịu. Pha chạm bóng, đó là tình huống phạt góc. Một pha đánh đầu đẹp mắt và bàn thắng cho anh ấy. Tỷ số hiện đang là 1-0. Cơ hội để thực hiện một pha tạt bóng. Cơ hội đã xuất hiện, đó là pha lập công quân bình tỷ số. Một bàn thắng vô cùng quan trọng. Cả khán đài đang vô cùng phấn khích với bàn thắng vừa rồi. Một pha quá người điêu nghệ để loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự đối phương. Vâng, tỷ số lúc này đang là 1-1. Đó là đường chuyền ngược lại cho đồng đội. Michael Essien. Fabio Cannavaro, Vinicius Junior, Roberto Carlos. Như vậy là bóng đã được đưa vào trong sau pha tạt bóng vừa rồi. Tình huống phất bóng lên cho thủ môn. Nuno Mendes, Richarlison. Roberto Carlos. Rudiger. Sadio Mane. Declan Rice. Bóng đã trở lại với chân cầu thủ ấy. Họ là một tập thể ăn ý, các đường truyền vô cùng nhuần nhuyễn. Vâng, đó là pha ném biên rất nhanh. Anh ấy cố gắng để tổ chức pha tấn công nhanh. Richarlison. Một sự liên kết chặt chẽ, họ đã phối hợp với nhau rất ăn ý. Rodrigo. Đó là tình huống mất bóng. Declan Rice. Vinicius Junior. Vâng, anh ấy đã ngay lập tức giành lại trái bóng sau tình huống mất bóng vừa rồi. Nabil Fekir. Đó là cú sút. Một pha lập công hoàn hảo, điểm 10 cho chất lượng. Wow, anh ấy rất vui, rất hạnh phúc với bàn thắng đó. Anh ấy đã có cú đúp trong trận đấu này. Bóng đã đi vào lưới sau khi đập trúng sang ngang. Một bàn thắng đầy may mắn. Trận đấu đang có tỷ số 2-1.
Richarlison, Erling Haaland. Kaka. Tôi để tung ra cú sút. Thủ môn đã có pha đổ người tốt nhưng anh ấy đã không thể bắt gọn trái bóng. David Beckham đang lấy bóng và chuẩn bị pha phản công này. Pha phản công cũng đã bị các hậu vệ cản phá vô cùng dễ dàng. Erling Haaland. Tình huống đoạt lại quyền kiểm soát bóng tốt của anh ấy. Đường chuyền bóng chính xác. Declan Rice. Erling Haaland. Đó là tình huống phản công. Đó, cả khán đài đã vỗ tay để tán dương cho anh ấy. Một ngày thi đấu chói sáng với một cú hat-trick. Bàn thắng quá đẹp mắt. Anh đã lập được cú hat-trick trong ngày hôm nay. Tỷ số hiện đang là 3-1. Thời gian được cộng thêm 3 phút bù giờ. Roberto Carlos, Sadio Mane. Đồng đội đang ở vị trí trống trải. Anh ấy nên thực hiện một pha tạt bóng ngay bây giờ. Trọng tài đã thổi còi kết thúc hiệp. Chúng ta cùng chờ đón hiệp thi đấu thứ hai mãn nhãn hấp dẫn vào thời điểm này. David Beckham, Richarlison. Một pha phạm lỗi, đó chắc chắn sẽ là quả đá phạt trực tiếp. Hugo Sanchez. Michael Essien. Declan Rice. Casemiro. Vinicius Junior. Theo Hernandez. Richarlison đang giữ bóng. Và giờ họ tổ chức tình huống phản công. Một pha cản phá xuất sắc của thủ môn. Đó là tình huống mất bóng trong vòng cấm rất nguy hiểm. Tình huống cản phá của thủ môn. Bóng đi trên cột dọc. Bốn cú sút. Rồi đã trôi đi và thắng gia tăng cách biệt vẫn chưa tới. Đó là đường chuyền ngược lại cho đồng đội. Rodrigo. Đây là cơ hội để anh ấy thực hiện pha tạt bóng. David Beckham đang lấy bóng và chuẩn bị pha phản công này. Sanchez. Bóng đã bỏ sang ngang. Garcia. Sadio Mane. Pha ngăn chặn tốt của Roberto Carlos. Kaka. Một tình huống dứt điểm. Đó chính xác là pha ngăn chặn tốt từ cú sút vừa rồi. Đó là pha cản phá tốt của thủ môn. Cú sút đơn giản, không có gì khó khăn. Xuất sắc. Vâng, một pha mất bóng nguy hiểm trong vòng cấm.
Và bóng đơn giản với thủ môn. Đó là đường truyền lơ lửng chính xác. Anh ấy đã thi đấu thiếu tập trung và để mất bóng nguy hiểm. Tình huống đánh chặn rất tốt. Một pha đoạt bóng tốt. Trận đấu chỉ còn 9 phút nữa. Cơ hội để tổ chức một tình huống phản công cho đội bóng. Đó là cơ hội để ghi bàn. Đó là cú sút. Một bàn thắng tuyệt vời. Một ngày thi đấu với quá nhiều sai lầm của thủ môn và anh ấy đang phải trả giá cho bàn thua vừa rồi. Đó là bàn thắng từ pha phản. Cầu thủ ấy đã có pha vào bóng. Liệu trọng tài có rút thẻ với anh ấy hay không? Theo Hernandez. Kaka. Cao thủ không có phong độ cao và cổ động viên của họ chỉ có biết im lặng vào lúc này. Đó là cơ hội để chúng ta cú sút. Đấy đã bắt dính quả bóng đó. Pha phản góc đang chuẩn bị được thực hiện. Đây là cơ hội tốt để thực hiện pha tạt bóng vào trong. Hugo Sanchez. Như vậy trong